mến chào cả nhà cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại video của Pháp nha. Hiện tại thì sò quay Pháp á, nó thưa đi rất là nhiều luôn cả nhà. Pháp đi hai bữa mà quay cái lượng video của nó có rất là ngắn luôn, nên hôm nay Pháp quyết định là Pháp cùng với em Tí với lại ông ba của Pháp, ông ba ruột của Pháp luôn, đi làm những video lặn trà ghi hình lại cho cả nhà xem nha. Hôm nay đi thì em Lót với lại em Cơ bạn công việc ở cả nhà nên không có thể nào đi với Pháp được, thì hôm nay em Tí sẽ là người cùng Pháp khám phá những gốc trà nha. Hiện tại thì mấy anh em Pháp, hiện tại thì Pháp cùng với em Tí cũng đi lên những gốc trà mới luôn. Gốc trà này thì cách mũi La Gàn chạy ra tầm khoảng 5 hải lý cả nhà, còn từ quê Pháp mà chạy ra đây tầm khoảng 6 hải lý, xã Bình Thạnh đó cả nhà. Hiện tại thì trời cũng vẫn còn sỏi lắm, thì ghi Pháp cũng đã tới cái điểm trà này rồi nhưng mà không có thấy cái gốc chi đâu cả nhà, giờ phải xuống dò xem thử còn cái gốc trà hay không thôi. Đây Tí đang cắt dây. Hôm nay ông ba Pháp ở trên coi giùm cho Pháp với em Tí lặng. Trời ông vẫn còn thổi, hôm nay thì lượng nó hơi cao. Giờ Pháp mời cả nhà của chú anh chị và các bạn xuống những gốc trà săn bắt hải sản cùng Pháp nha. Hôm nay thì chỉ có Pháp với em Tí lặng thôi cả nhà. Đi làm những gốc trà như thế này thì Pháp cần có một người hoặc là thêm một người nữa, ba người lặng. Mình đi ba người thì bắt hải sản nó đạt tiêu chuẩn hơn, còn mà đi một người hai người thì hải sản bắt cá đồ nó ít lắm cả nhà. Điểm này cũng là điểm mới luôn, cũng là một gốc trà mới, lần đầu tiên Pháp lặn luôn. Pháp nhìn thấy có mấy cục đá nè, Pháp nghĩ thì gặp được mấy cục đá này rồi cái gốc trà nó cũng sẽ nằm lăn cặn đây thôi. Cuối cùng thì Pháp cũng đã kiếm được cái gốc trà rồi cả nhà. Pháp nhìn thấy là một cái tệ dầu luôn. Thường thì người dân ghi vây giúp hay dùng những cái tệ dầu bằng sắt cả nhà, của những cây xăng dầu khi mà nó bị hư hỏng đi nhiều quá, mấy cái tệ dầu nó đã bị hư hỏng á, rồi những cây xăng dầu đó sẽ bán lại cho người dân ghi vây rút. Người dân ghi vây rút sẽ dinh những cái tệ dầu này ra đặt ở những gốc trà để làm thành một cái chỗ để cho cá đàn, cá bay đàn trụ về để ở. Pháp chạy nãy giờ thì Pháp đang kiếm mực nang ở vòng ngoài á cả nhà. Pháp có nhìn thấy mấy con cá kiểm luôn nè. Mấy con cá này thì nó rất là nhanh nhẹn lắm, Pháp chỉ không có được nó đâu. Giờ Pháp đang tiến vào trung tâm của cái gốc trà này luôn, xem thử có mực nang họ là con này con kia không để chỉ nha. Một cái tiệt dầu này Pháp nghĩ rất là to luôn á. Hiện tại thì cá sơn với lại cá dốc vàng rất là nhiều luôn. Hy vọng là Pháp gặp được vài con mực nang để kiếm lại tiền dầu ha. Pháp đang chạy ra phía ngoài. Mùa này thì ghe vây rút đã lấy lại những cái sọt đá rồi cả nhà, nên nhìn cái gốc trà nó rất là chóng vắng lắm. Khi mà tới mùa á, người dân ghe vây rút sẽ tô bổ
cái gốc trà này chạy tới rất là kinh tởm lắm. Có những tàu lá dừa rất là nhiều, với lại những cái bao làm những cái sợi dây á, nhìn nó ghê lắm. Mùa này thì cái virus cũng đã lấy đi hết rồi. Pháp chạy nãy giờ thì chưa phát hiện ra được một con mực nang hoặc là con cá mú nào luôn. Diện tích cái gốc trà này Pháp nghĩ rất là rộng luôn. Mùa này thì mực nang cũng đã về những gốc trà ở rồi. Ở cho tới từ đây tới tháng 12 âm lịch luôn. Giờ Pháp tiến lại vào vòng trăm. Pháp phát hiện ra trứng mực lá rất là nhiều luôn. Đây là hai cái tu tàu lá dừa đó cả nhà. Đang phát hiện ra một con mực nang này cả nhà. Wow, một con mực nang rất là to luôn. Đó, nó đang ngụy trang đó cả nhà. Rồi, Pháp đâm một phát thì nó đã ngay vị của nó luôn. Nó đổi màu, một màu trắng và một màu đen luôn á cả nhà. Wow, một con mực nang to chà bá lứa luôn. Đó, nhìn rất là đã ha. Từ lúc giờ thì Pháp mới là bắt được một con mực nang to như thế này nè cả nhà. Pháp lặn cũng đã tới mười mấy năm rồi mà mới chỉ được một con mực nang to như thế này luôn. Con đây thì Pháp đổ ít nhất cũng phải gần 4 kg đó cả nhà. Hôm nay chắc là may mắn luôn, được một con mực nang to như thế này thì cũng đã đủ tiền giàu rồi. Đó, nó to hơn cái đầu của Pháp luôn. Đó, rất là to nha cả nhà. Nhìn trong máy quay nó vậy đó. Đó, to hơn cái đầu của Pháp luôn. Quá là đã luôn á. Còn mực nang đây thì là mực nang đực. Em tí thì cũng đã xuống cùng với Pháp luôn rồi. Nhìn nó rất là đẹp ha, cái màu của nó đó cả nhà. Pháp đang đứng lên cái tiệm dầu đó, không biết thì cái vợ của Pháp có dừa hay không đây. Giờ Pháp cho nó vào vợ thôi. Quá là đã, một thành quả đầu tiên của Pháp ở tại gốc trà mới này. Pháp đã không còn hơi nữa rồi cả nhà. Hiện tại thì ở trên ghi đang bị chột chặt chết máy hay sao á, nên Pháp không còn hơi nữa để thở, đành phải bơi lên chỗ lên trên mặt nước thôi cả nhà. Lặn là nguy hiểm những lúc này nè cả nhà. Nếu mà nước cạn thì nó khỏe hơn, còn nước mà sâu thì lên nó rất là mệt lắm. Làm video lặn biển thì rất là khó rồi, với lại người lặn biển nó rất là nguy hiểm nữa. Pháp giao mong cả nhà của chú anh chị và các bạn đăng ký kênh và like chia sẻ để ủng hộ mấy anh em Pháp nha. Sure.
giờ Pháp lấy một cái máng chì của em tí á, nhảy xuống lại để đổi cái máng chì, đổi cái đai chì và dây hơi của Pháp. Tiếp tục khám phá và bắt hải sản bên cái góc chà mới này nha. Giờ tiếp tục đi bắt hải sản cùng với Pháp nha. Giờ Pháp kiếm xem thử còn con cá trình họ là con cá mú nào hay không đây. Pháp gặp được một con cá hồng này cả nhà. Con này thì nó cũng tầm khoảng hơn một gan tay của Pháp thôi. Cá mà nó bơi như vậy thì Pháp chỉ không có được đâu cả nhà. Nó nhanh nhẹn lắm. Pháp gặp được một con cá bò này. Cá bò này mà về nấu canh chua ăn rất là ngon. Giờ kiếm một mớ cá để về nhà nấu ăn thôi. Mùa này thì cá cũng đã ít lại rồi. Tầm khoảng từ tháng 4, tháng 5, tháng 6 cá về chà ở nó mới nhiều. Đây là đai chì của em tí nè. Em tí cũng chưa kéo đai chì đó lên luôn. Góc chà này thì Pháp cũng may mắn được một con mực nang rất là to. Pháp đang tiến lại gần cái tiệc dầu này xem thử có cá mú không nha. Nhìn những chú cá thì bơi rất là đẹp. Pháp nhìn thấy lưới cả nhà. Lưới của những chiếc ghe người dân thường hay đi đánh bắt cá bị qua vào góc chà rất là nhiều luôn á. Tới đây thì Pháp cũng chỉ thêm một con cá bò nữa. Loại cá bò này thì nó không có to lớn nữa đâu cả nhà. Tầm khoảng một bàn tay hoặc là nhỏ hơn lại thôi. Về nấu canh chua, tao dầu nấu canh chua ăn rất là ngon. Những con cá kiểm nó bơi rất là đẹp lắm. Loại cá đó thì ăn cũng rất là ngon. Nhưng mà mình bắt nó không có được đâu. Nó rất là nhanh nhẹn lắm. Pháp đang tới chỗ hồi nãy Pháp chỉ được một con mực nang to. Xem thử còn con gì nữa để bắt hay không đây. Đang giữ một con cá bò nữa nè. Pháp cũng đã chỉ được rồi. Pháp được 3 con.
còn nang ở trong vợt rất là to luôn. Cái tị dầu như thế này thì nó ở dưới đây Pháp nghĩ cũng đã lâu năm rồi, nên nó đóng hào rất là nhiều lắm. Nói chung thì khi mà hết mùa thì người dân Gia Giúp vẫn để những cái tị dầu lại, hoặc là những cái sọt đá nào mà nó lâu năm quá người dân Gia Giúp sẽ để lại. Gia Giúp sẽ lấy những cái gốc chi hoặc là những cái sợi dây tu tạo lá dừa được thôi, những sợi dây neo á. Khi nào tới mùa lại rồi thì sẽ tô bổ lại. Pháp đang có chỉ một con cá hồng này. Con này thì nó nhanh lắm, không thể nào chỉ được nó đâu. Đó, nó chạy vòng quanh bên gốc trà thôi, xung quanh luôn. Cá kiểm này, nhìn những chú cá rất là đẹp luôn, màu đen, màu hồng, màu vàng. Và tới chỗ này Pháp đang phát hiện ra một con cá trình nè cả nhà. Pháp đã chỉ vào rồi, không biết có trúng nó hay không đây. Pháp nhìn thấy cái đầu nó to lắm. Rồi, Pháp đã chỉ được nó rồi cả nhà. Đó, nó đang quậy bụi đó. Pháp phải... ui, nó đã chạy rồi. Nó chạy thì nó chạy xung quanh vòng quanh cái sọ đá không thôi. Pháp đã nhìn thấy được nó rồi cả nhà. Đó, giờ Pháp sẽ dùng móc để khấu nó ra này, chứ không khấu thì nó không thể nào ra luôn đó. Con trình cũng sớm thôi,
trình này thì về âm cà, hành tây, cà ri ăn rất là ngon. Họ là nướng giấy bẹ đồ á cả nhà, đâm hành ớt ướp để nướng, một con trình đầu tiên luôn. Giờ Pháp mời cả nhà chiêm ngưỡng cảnh vật dưới gốc trà và xem những chú cá bơi cùng với Pháp nha. Lúc này thì Pháp đang chui đầu vào cái tiệt dầu này cả nhà. Pháp có phải hiện ra là một con cá mú rất là to luôn. Pháp đang dùng cây chỉ để chui vào cái tiệt dầu để chỉ nó đó cả nhà. Thì trong cái tiệt dầu nó rất là tối lắm, tại vì nó thiếu đi ánh sáng mặt trời á. Phải chi mà Pháp có cây điện bên lặn xuống nước thì nó hay biết mấy. Thì Pháp cũng có một cây điện bên lặn xuống nước ở tại ghi của Pháp, nên Pháp không có bỏ đi theo. Không may mắn như con mực nang, Pháp đã chỉ bị sẩy, bị chạy con cá mú đó rồi. Pháp nghĩ là thì nó chạy nó sẽ ở trong đó thôi, nó không có thể nào mà chạy ra ngoài được, nó sẽ ở trong đó. Rồi lần sau Pháp sẽ ra, Pháp sẽ dùng lưới với mấy anh em Pháp bao lại để bắt nó. Thank you.
này thì cũng đã hết bực nang rồi cả nhà, với lại hết cá trình luôn rồi. Giờ Pháp lên tới góc trà khác lặn nha. Pháp đang ra ký hiệu quá cả nhà. Này cái trà đây thì Pháp đã quăng hết rồi cả nhà. Pháp với em tí đang chiếu dây lên. Đưa thành quả của Pháp gốc trà đây là con mợ nay này cả nhà. To trà bá lưỡi luôn. Rút gì lạ vậy tí. Mòn hết rồi. Đây thì đang neo chà để câu mỡ cả nhà. Pháp dắt tiếng luôn một con cá bún giá là to nữa trong cái tiền dầu á cả nhà. Pháp đâm nó sảy luôn. Nào lấy lưới bao luôn. Bao có đầu lụa cha. Con bờ nang giá là to luôn. Trình là nó cắn á. Với lại một con cá trình. Hai con cá bò. Con này lấy lại đủ tiền dầu á cả nhà. Quá là đã một thành quả đầu tiên. Nhìn bờ nang đã. Cá trình đây má mà không xí hậu nó còn sống dài không? Còn mà xí ra là nó chết à. Thử to. Con mờ nang. Từ lúc giờ